Cô Hinh chào tất cả các em học sinh. Chào mừng các em đến với bài giảng trực tuyến của trường tiểu học Võ Thị Sáu, quận 12. Ngày hôm nay, cô trò chúng ta cùng gặp nhau trong môn đạo đức nha các em. Và để xem mình sẽ tìm hiểu bài gì thì cô mời các em cùng xem đoạn clip sau đây nha. Và một ngày chủ nhật nọ, gấu con xin phép gấu mẹ vào rừng chơi cùng các bạn. Gấu mẹ vui vẻ dặn dò: "Con chơi ngoan nhé, nếu làm sai điều gì đó, con phải xin lỗi. Được ai giúp đỡ, con phải cảm ơn." Gấu con vâng lời mẹ, tung tăng, chạy nhảy và mãi nghe chim sơn ca hót nên va phải bạn sóc, khiến giỏ nắm văng tung tóe ra đất. Gấu con vội vàng khoanh tay và lễ phép nói: "Cảm ơn bạn sóc." Nói xong, gấu con cúi xuống nhặt nắm bỏ vào giỏ giúp sóc. Sóc ngạc nhiên nói: "Sao bạn gấu lại nói cảm ơn? Bạn phải nói xin lỗi chứ." Dường như ngày chủ nhật trong khu rừng thật đông vui và rộn rã, làm cho gấu con chẳng để tâm đến những gì bạn sóc nói. Gấu con vẫn tiếp tục chạy nhảy, mải mê ngắm nhìn, cho đến khi nhìn thấy khỉ mẹ ngồi chải lông cho khỉ con. Thế rồi gấu con bị trượt chân, rơi xuống hố sâu. Gấu con sợ quá, kêu thất thanh: "Cứu, cứu tôi với, có ai không, cứu tôi với." Từ xa, bác voi đi tới, liền đưa vòi xuống và nhấc bổng gấu con lên mặt đất. Gấu con luôn miệng: "Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi bác voi." Bác voi cũng rất ngạc nhiên, liền nói: "Gấu con, sao con lại xin lỗi, con phải nói cảm ơn chứ." Sau khi nghe bác gấu dạy bảo, gấu con vẫn không hiểu khi nào nên xin lỗi và khi nào nên cảm ơn. Thế rồi, gấu con chạy một mạch về nhà, kể mọi chuyện cha mẹ nghe. Gấu mẹ ôm tồn, giảng giải: "Con nói như vậy là sai rồi. Khi làm đổ nắm của bạn sóc, con phải xin lỗi. Còn khi bác voi cứu con ra khỏi hố sâu, con phải cảm ơn." Và đây cũng chính là bài học đầu tiên của bạn gấu con: lời xin lỗi và câu cảm ơn. Còn các bạn nhỏ trường mầm non Banda, hãy rút ra bài học đầu tiên cho riêng mình nhé. Nói lời xin lỗi khi làm sai điều gì đó với ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè và tất cả mọi người xung quanh. Tuy nhiên, cũng không quên cảm ơn những người đã giúp đỡ mình nhé. Chúc các bé có một ngày cuối tuần vui vẻ bên gia đình và bạn bè nhé. Bạn gấu trong câu chuyện mà chúng ta vừa xem đã có được một bài học hết sức ý nghĩa đúng không nào? Vậy các em đã biết nói lời cảm ơn và xin lỗi đúng lúc chưa? Cô trò mình ngày hôm nay sẽ cùng tìm hiểu bài đạo đức cảm ơn và xin lỗi nhé các em. Bây giờ thì cô mời các em cùng quan sát các bức tranh sau đây và cho cô biết các bạn trong tranh đang làm gì và vì sao các bạn lại làm như vậy. Các em có thể thấy trong bức tranh có 3 bạn nhỏ, một bạn đang cho bạn mình một quả táo. Bạn còn lại đưa tay ra nhận và nói cảm ơn bạn. Như vậy, mình sẽ nói lời cảm ơn khi nhận được quà của người khác đúng không nào các em? Và nếu người cho mình là một người lớn hơn thì mình phải nhận bằng hai tay đúng không nào? Thế còn bức tranh này thì sao hả các em? Bức tranh vẽ một lớp học có cô giáo, có các bạn đang ngồi rất là ngay ngắn lắng nghe cô giáo giảng bài. Thế nhưng có một bạn đang khoanh tay và mặt rất buồn. Bạn ấy nói gì nhỉ? "Em xin lỗi cô, em đi học muộn." Thì ra là bạn nhỏ này đã đi trễ. Và vì sao bạn ấy lại nói lời xin lỗi hả các em?
Bạn ấy đã nhận ra rằng bạn ấy làm phiền cô và các bạn. Cô giáo không thể giảng bài được khi bạn ấy vào lớp và các bạn cũng không tập trung được. Bạn ấy đã nhận ra lỗi của mình và nói lời xin lỗi đó các em. Như vậy, nói lời xin lỗi khi cảm thấy mình gây ra lỗi lầm cũng như làm phiền đến người khác đó các em. Như vậy, qua hai bức tranh vừa rồi, các em có biết khi nào mình nói lời cảm ơn và khi nào mình cần nói lời xin lỗi chưa nào? Mình cảm ơn khi mình nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của người khác. Và mình nói lời xin lỗi khi mình gây ra lỗi lầm hoặc là làm phiền đến người khác, đúng không nào các em? Và để các em rõ hơn khi nào nói lời cảm ơn, khi nào nói lời xin lỗi và nói như thế nào sao cho phù hợp thì chúng ta cùng bước sang bài tập thứ hai nha các em. Tiếp theo, các em hãy quan sát thật kỹ tranh và cho cô biết các bạn nhỏ sẽ nói gì để phù hợp với tình huống sau đây nha. Chúng ta có thể thấy các bạn đang nói gì nhỉ? Chúc mừng sinh nhật Lan. Như vậy, bạn Lan sẽ nói gì khi nhận được quà của các bạn của mình vậy các em? Khi nhận được lời chúc mừng của ai đó thì mình phải nói lời cảm ơn đúng không nào? Và Lan có thể nói, mình cảm ơn các bạn. Các em có suy nghĩ giống như cô không nào? Còn bức tranh này thì sao hả các em? Tranh vẽ cảnh một lớp học, trong khi các bạn đang chăm chú lắng nghe giảng bài thì Hưng sơ ý làm rơi hộp bút của bạn. Hưng sẽ nói gì trong trường hợp này hả các em? Hưng nên nói, mình xin lỗi bạn nhé, các em thấy có đúng không nào? Và không chỉ nói lời xin lỗi không, mà Hưng cần phải cúi xuống, nhặt hộp bút lên và trả lại cho bạn. Thế mới thể hiện hành động hối lỗi của mình, đúng không nào các em? Thế còn trường hợp này thì sao nhỉ? Cũng là quan cảnh trong lớp học, và có bạn nói, Vân cầm lấy bút mà dùng. Chắc là Vân đã quên mang bút của mình đây. Vân sẽ nói gì khi được bạn cho mượn bút hả các em? Để xem các em có nghĩ giống như cô không nha. Vân nên nói, mình cảm ơn bạn nha. Khi nhận được sự giúp đỡ của ai đó thì chúng ta cần nói lời cảm ơn đúng không nào? Thế còn bức tranh cuối cùng này thì sao hả các em? Bạn nhỏ trong tranh chính là Tuấn, và Tuấn đã sơ ý làm vỡ mất bình hoa của mẹ rồi. Trong lúc này thì Tuấn cần nói gì với mẹ hả các em? Cô tin là các em sẽ có cùng suy nghĩ với cô. Trong lúc này Tuấn cần nói, con xin lỗi mẹ ạ. Việc làm rơi bình hoa không giống như việc làm rơi hộp bút, có thể nhặt lên ngay để trả cho bạn của mình. Bình hoa có thể làm bằng thủy tinh hoặc là gốm sứ, nên khi rơi vỡ, những cái mảnh vụn rất là sắc, rất là nhọn. Các em còn nhỏ cho nên là không thể tự mình dọn dẹp được. Mình hãy nhờ người lớn, bố mẹ, anh chị giúp đỡ cho mình nha các em. Qua bài tập vừa rồi, cô tin chắc là các em đã biết khi nào cần nói lời cảm ơn, khi nào cần nói lời xin lỗi rồi đúng không nào? Và cô có các khoảng trống, các em hãy tìm từ thích hợp để điền vào nhé. Nói chấm 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 khi được người khác quan tâm giúp đỡ. Nói chấm 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 khi làm phiền người khác. Các em hãy cùng suy nghĩ nào. Các em đã nghĩ ra chưa? Cùng xem đáp án với cô nha các em. Nói cảm ơn khi được người khác quan tâm giúp đỡ. Nói xin lỗi khi làm phiền người khác. Cô xin chúc mừng các bạn đã có cùng đáp án với cô nha. Để khen mình, nãy giờ đã học tập rất là tập trung. Cô xin mời các em cùng xem đoạn clip sau đây nha. Thói quen cảm ơn xin lỗi. Giờ ra chơi ở lớp của An bao giờ cũng vui nhộn.
bạn nào cũng mong giờ ra chơi đến nhanh để được chơi thỏa thích. Mấy bạn gái thì chỉ thích chơi búp bê với chơi đồ hàng. Mấy bạn trai lại thích chơi rượt bắt, chơi cầu trường. An cùng nhóm các bạn trai chơi trò chơi rượt bắt. Cả nhóm quẳng tù ti, nếu ai thua, người đó phải đuổi bắt những người còn lại. Quẳng tù ti ra cái gì, ra cái này? À, An thua rồi, chúng mình chạy thôi các bạn ơi. Thế là nhóm bạn chạy tản đi để An rượt bắt. Tất cả đều bị cuốn hút vào trò chơi vô cùng thú vị. Đang chơi vui vẻ thì bỗng nhiên chiếc bình cắm hoa trên bàn cô giáo rơi xuống đất, vỡ tan tành. Nước trong bình hoa đổ ra nền nhà lênh láng. Mấy bạn gái đang ngồi chơi đồ hàng gần đó giật mình quay lại. Đám bạn trai đứng im như trời trồng, còn An thì mặt tái mét vì sợ. Các bạn ơi, bình hoa bị vỡ mất rồi, phải làm sao bây giờ? Chắc cô sẽ phạt chúng mình mất thôi. Bạn nào bạn nấy ngơ ngác, không biết phải làm sao. Nghe thấy tiếng bình hoa bị vỡ, cô vội chạy vào lớp. Thấy bình hoa vỡ vụn, nước đổ khắp nhà, học sinh thì đứng im thinh thích. Cô hiểu ngay chuyện gì mới xảy ra. Cô nhẹ nhàng nói, bạn nào làm rơi vỡ bình hoa trên bàn cô vậy? Các bạn nhìn nhau, không ai dám nói một lời nào. Bình thường, trong giờ học, cả lớp rất sôi nổi, mà lúc này lại im lìm đến lạ. Cô vẫn kiên nhẫn đợi một câu trả lời nào đó, nhưng vẫn không ai lên tiếng. Con thưa cô, tại con mê chơi quá, nên làm rơi vỡ bình hoa của cô. Con xin lỗi cô, lần sau con không dám như vậy nữa ạ. Cô giáo chẳng những không phạt mà còn nhẹ nhàng xoa đầu An. Con biết nhận lỗi như vậy là tốt rồi, rất đáng khen. Lần sau nếu muốn chơi các trò chơi vận động như rượt bắt, trốn tìm thì các con hãy ra khu vui chơi ngoài sân trường nhé. Vâng ạ, chúng con cảm ơn cô. Đúng là một giờ ra chơi ý nghĩa đã giúp cho chúng mình học được nhiều điều quý báu trong giao tiếp hàng ngày, phải không các bạn? Hãy nói lời xin lỗi khi chúng ta làm phiền ai đó hay gây ra lỗi gì. Khi được người khác quan tâm, hỏi thăm hay tặng quà, hãy nói lời cảm ơn chân thành bạn nhé. Nói cảm ơn và xin lỗi đúng chỗ chính là cách ứng xử thông minh lịch sự, khiến bạn trở nên tốt đẹp hơn trong mắt mọi người. Các bạn nhỏ dễ thương ơi, ngoài những kỹ năng trong việc xây dựng mối quan hệ với mọi người thì còn có một kỹ năng khác mà chúng xem xong đoạn phim, cô nghĩ là các em đã biết được việc nói lời xin lỗi không phải là điều dễ dàng, đúng không các em? Khi mình làm sai thì chúng ta cần có dũng khí nói lời xin lỗi. Và không chỉ nói lời xin lỗi không, mà chúng ta cần phải sửa sai và biến những cái lỗi lầm đó thành những điều tốt đẹp hơn, để lần sau chúng ta không phải nói lời xin lỗi vì chuyện đó nữa. Các em đã nhớ chưa nào? Và bây giờ cô mời các em cùng tham gia một trò chơi với cô. Trò chơi được mang tên ghép hoa. Các em đã sẵn sàng chưa nào? Như các em thấy, cô có hai nhụy hoa, cảm ơn và xin lỗi. Và sau đây các em sẽ có được những cánh hoa. Trên từng cánh hoa sẽ có một trường hợp. Các em hãy xem trường hợp đó khi mình gặp phải, mình cần nói lời cảm ơn hay mình cần nói lời xin lỗi để ghép cánh hoa đó và nhụy hoa cho phù hợp nha các em. Cô chúc các em sẽ tạo thành được những bông hoa thật là đẹp. Các em đã sẵn sàng chưa nào? Mình cùng xem cánh hoa đầu tiên nha. Ba giúp em học bài. Như vậy, trường hợp này em sẽ nói cảm ơn hay xin lỗi ba vậy các em?
Chúng ta sẽ nói cảm ơn ba đúng không nào? Như vậy bông hoa đã được ghép một cánh rồi đấy. Mình cùng xem tiếp cánh hoa tiếp theo nha các em. Bạn đỡ em té ngã. Như vậy em sẽ nói gì với bạn đây? Em sẽ nói cảm ơn bạn đúng không nào? Thêm một cánh hoa nữa lắp vào nhụy hoa cảm ơn đó các em. Thế còn cánh hoa này thì sao? Làm rơi đồ của mẹ. Chúng ta cần phải nói xin lỗi mẹ đúng không nào? Cánh hoa tiếp theo là gì vậy nhỉ? Làm hỏng đồ chơi. Như vậy mình sẽ nói xin lỗi người mà đã mua cho mình món đồ chơi này, có thể là ba mẹ hoặc là anh chị đúng không nào? Cánh hoa tiếp theo là bà cho bánh kẹo. Em sẽ nói gì với bà? Em nói cảm ơn bà của mình đúng không nào? Tiếp theo là em làm bạn té ngã. Trong trường hợp này em sẽ nói gì với bạn? Em sẽ xin lỗi bạn và đỡ bạn đứng lên, đúng không nào? Tiếp theo, mẹ làm bữa sáng cho em. Chắc chắn là em sẽ nói cảm ơn mẹ đúng không? Thế còn khi bị điểm kém thì em cần nói gì nhỉ? Chắc chắn là bố mẹ sẽ rất buồn khi em bị điểm kém. Em cần nói xin lỗi bố mẹ, xin lỗi thầy cô. Và không những xin lỗi mà em cần phải cố gắng để lần sau bài kiểm tra của mình được điểm tốt hơn. Như thế thì thầy cô bố mẹ mới vui lòng, đúng không nào? Cánh hoa tiếp theo, làm em nhỏ bị đau. Có thể đó là em của mình đó các em. Đúng rồi, em phải nói xin lỗi em nhỏ và đỡ em nhỏ lên, xem vết thương cho em nhỏ, đúng không nào? Và cuối cùng, chỉ còn một cánh hoa nữa thôi. Và mình xem cánh hoa đó được lắp vào nhụy hoa cảm ơn là trường hợp nào hả các em? Cô thưởng quà cho em. Như vậy em sẽ nói cảm ơn cô, đúng không nào? Cô xin chúc mừng các em đã hoàn thành trò chơi cũng như là làm được hai bông hoa hết sức là xinh đẹp. Trò chơi ghép hoa vừa rồi cũng đã khép lại tiết học đạo đức của chúng ta ngày hôm nay đó các em. Cô tin chắc là các em đã biết được khi nào cần nói lời cảm ơn, khi nào cần nói lời xin lỗi rồi đúng không nào? Các em hãy sử dụng một cách có hiệu quả việc nói lời cảm ơn và xin lỗi trong cuộc sống hàng ngày nha các em. Và nếu chúng ta nghĩ kỹ một chút thì nếu các em biết quan tâm, yêu thương, giúp đỡ mọi người xung quanh, không làm phiền đến ba mẹ, thầy cô, bạn bè thì chúng ta cũng sẽ chẳng cần phải nói lời xin lỗi, bởi vì không ai buồn lòng mình hết đúng không nào? Cô chúc các em sẽ là những đứa trẻ ngoan, hiền và được mọi người yêu thương nhé các em. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.